đúng, mà tình cũng không được đấy. Cái sự công bằng cân bằng đó là lý lý là cân bằng, mà còn tình đó là công bằng. Quá ngon luôn mày, phải hai cái đâu luôn, hai cái đó luôn phải song song với nhau thì mới thành công bằng được. Đúng, đúng như vậy. Chứ còn một cái đúng thôi, cân bằng thôi, nhưng cơ bản không có tình lại cũng không được đâu, lại cũng không thành công bằng được. Thì là mà để mà đạt được, đạt được một cái cách xử sự mà thấu tình đạt lý ấy, thì phải từ một thẩm phán đầy công tâm, đúng nha, thì mới cho ra được cái quyết định đó. Đặt cái tình, tức là con người, tức là có trái tim phải rung động, chứ đừng có dùng cái lý không thôi. Phải nghĩ có tình đã, thì lúc đó mình là quan tòa mới xử được đúng. Chứ còn nếu mà cứ đúng ra thì thằng này ta tử hình thôi. Phải tử hình ra, phải tử hình thôi. Thế nhưng mà ví dụ tại sao nó lại phạm tội đó, lý do, và vì nó cứu mẹ, nó không có tiền. Nhưng mà thôi, thì là ông quan tà phải biết điều đó để thôi 10 năm thôi, chứ không phải tử hình. Chứ bỏ là 10 đi. Tình đó, tình đó. Tại vì anh nói với người cứu mẹ, đừng yêu cầu cái lẽ công bằng là đúng rồi. Tại vì con người đối với anh một cái định nghĩa rất là thực tế khác, mà một cái thực tế đáng buồn nhưng mà phải thừa nhận, là con người là một biểu tượng của sự giới hạn. Đừng yêu cầu đó, nhân vô thập toàn. Con người là chỉ thuần túy là một biểu tượng của sự giới hạn thôi. Con người rất giới hạn, từ cái chỗ giới hạn cho nên là con người trở thành một cái dạng động vật đáng thương, nó là như vậy, đáng thương bởi vì cũng cái sự giới hạn đó. Cho nên là xin lỗi, đừng săn đón, đừng gọi là yêu cầu cái lẽ công bằng ở đời. Từ cái cách đối nhân xử thế cho tới gọi là xin lỗi cái người cầm cân nảy mực nhé, gọi là cái thể chế không cai trị, khó lắm. Và trong cái bản nhạc của anh có nói ấy, anh có một cái từ này mà em vẫn nhớ là cái gì nhỉ? Cái đại ý là cái lòng tham làm cho người ta quay cuồng, quay cuồng vì cái tham đó, mà không nhận thấy con đường mình đi vậy, chỉ vì mưu sinh cuộc sống tham đó. Em không nhớ cụ thể cái câu đấy, nhưng mà hình như anh có dùng trong một bản nhạc, trong một cái lời của bản nhạc, là người ta mải quay cuồng với cái tham. Thầy chứ coi mà gọi là con của Chúa mà làm thơ này, đây là sự giác ngộ đó. Mà để mà giác ngộ được điều này quả là cũng như chảy vi chắc phải. Tuệ quán, tuệ quán, tức là một quán tức nhiên có là, trí thức đấy. Tất nhiên là quản lý cái trí tuệ. Tuệ quán minh tâm kiến tánh ngộ nhiên như, ta bà náo động vốn thực hư, Chúa Phật tự ta dò thiên ý, đừng ỷ chớ van khỏi lạnh quỷ, trí huệ đặc ân từ nguyên khởi, tin yêu ân sủng phủ ngàn nơi, dụng tâm khiển trí cầu khai toàn, huynh đệ nghĩa nhân thủy chung lời, giác giả một chiều quăng gối mọc, thân khẩu ý tình nhập thinh không, niết bàn vô ngã vô bóng sắc, chìm giữa biển yêu mòn mỏi trong 300. Giác giả đây là ám chỉ Mâu Ni đấy, Đức Phật đấy. Giác giả một chiều quăng gối mộng, tất nhiên là dẹp luôn, không còn mộng mơ, không còn mộng tưởng, không còn ao ước, không còn khát khao thèm thuồng cái điều gì nữa. Giác là giác ngộ đấy nhá. Đấy, giác là giác ngộ. Đấy. Đức Phật Thích Ca là chỉ là ngài thừa nhận ngài chỉ là một giác giả mà. Nhá. Tất nhiên là để mà quăng đi cái gối mộng của cuộc đời của mình, của cái kiếp người của mình á, thì là thân khẩu ý nhá. Thì cái tình đó nằm ở trong đó, phải hòa nhập vào vũ trụ,
đó, nhá, thì lúc đó sẽ đủ cái sự dũng cảm để mà quăng cái chiếc gối mọng ra khỏi cái đầu mình và ngộ ra được rằng niết bàn là, xin lỗi, không có tôi và cũng không có một cái hình dáng gì cả, đó. Vô thủy vô chung không có cái gì cả, vô thường. Đó. Mà niết bàn đó chỉ là rồi chúc sức khỏe. Niết bàn nó chỉ là một cái đại dương gọi là yêu thương thôi. Vâng. Những cái cuộn sóng của yêu thương thôi. Niết bàn chỉ vậy. Tất nhiên là muốn nói rằng những cái gì gọi là thiết thực nhất, gần gũi nhất là cái gì, là con người đối với nhau. Đấy là niết bàn. Nó đối lập với cả ta bà. Cõi ta bà. Tất nhiên là đại khái là nó là tất nhiên là cái cõi ta bà đó. Cái cõi ta bà đấy là mình hiểu theo cái nghĩa thông thường thì là nó hướng về cái phía tiêu cực. Còn mà mình hiểu theo cái nghĩa của cái bản thơ này thì là nó hướng về cái tinh thần tích cực. Nó hướng về phía tích cực. Tất nhiên là vẫn là cõi ta bà, nhưng mà xin lỗi, mình muốn cho cái cõi ta bà nó đẹp hơn. Đúng không? Đó. Đời đó. Ta bà tức là đời đó. Có đời gần đó. Gọi là cõi ta bà đời gần. Còn niết bàn là tiên Phật rồi đó. Còn anh thì giờ xin lỗi, anh vô tư, anh thích cho thì đi giờ thờ. Anh thích thì anh đi, anh viếng chùa. Đúng rồi. Anh chả bận tâm gì. Vậy là anh đang có cái sự giác ngộ gì đấy. Chả bận tâm. Giác ngộ gì đấy. Cứ đơn giản, cứ là đồng loại là anh em. Có vậy thôi. Không quan trọng là ông làm cái gì, ông có tiền hay là ông địa vị, không quan trọng. Quan trọng là vui thì là anh em. Chứ không quan trọng gì cả. Vậy đó. Em có một cái ông anh. À, hôm nay nhân tiện thì em kể chuyện. Thế này. Ông anh của em lớn hơn em gần 2 tuổi. Tức là mẹ em sinh ra có hai anh em. Chú là con gì nhỉ? Tâm tinh con gì? Em là con rồng 64. Còn ông anh của em là con mèo là 63. Nhưng mà thực ra ấy là một ông anh thì là đầu năm 63. Còn em là cuối năm 64. Hai anh em cách nhau gần 2 tuổi. Nhưng tính về năm thì vẫn là con rồng và con mèo. À, thế thì em có một ông anh như vậy. Thì khi em bị tai nạn về Hà Nội, thế ông bảo là ông mắng mình, ông bảo em thử nghĩ bao nhiêu năm rồi em sống trong Sài Gòn, gần chục năm, hơn chục năm, thì bao nhiêu năm em thử thế. Thế thì em bảo quá. Vậy những cái năm mà anh nói là không tử tế thì em đi lừa người ta hay em đi cướp? Anh nhầm lẫn giữa nghèo và tử tế. Anh nhầm lẫn giữa cái nghèo và cái tử tế. Em có thể nghèo, bởi vì sao? Em bị tai nạn, nếu không có tiền chắc chết rồi. Vậy thì anh phải giúp, đúng không? Anh có tiền anh bỏ ra. Đúng, đấy là nghèo. Chứ không, anh bảo em là không tử tế, anh sai rồi. Đâu. Bây giờ mày tử tế, mày khi mà mày bị tai nạn mày phải tự lo được chứ. Tại sao để anh phải lo? Mà không anh ạ, em nghèo thôi. Còn tất nhiên, nếu không có tiền, có thể chết đấy. Nhưng không phải là vì người ta cứu em, vì là anh bỏ tiền ra đâu. Bởi vì khi người ta cứu em sắp chết rồi. Mà chỉ chậm 5 phút nữa thôi, không cứu được nữa. Thế thì lúc đó anh ở đâu? Và trong túi em không có tiền. Một cái kẻ bị nằm ở đường như vậy, và bác sĩ người ta đưa mình vào viện, người ta cứu. À, không phải bác sĩ, một công an phường nha.